Sắp tới là sinh nhật 25 tuổi của tôi, tôi quyết định làm một việc to gan nhất cuộc đời. Tôi muốn có con, nhưng không muốn lấy chồng. Lúc này, nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, tôi mỉm cười hài lòng. Dù ánh đèn trong phòng khách sạn mở ảo, nhưng gương mặt hắn vẫn hiện rõ sự đẹp trai. Người đàn ông này chính là món quà tôi đã tự chọn trong quán bar. Sau khi đã cẩn thận xem xét ngày lành tháng tốt, mặt mũi, tính tình của hắn, không cần phải bàn. Nếu không, làm sao tôi có thể chọn chúng hắn trong đám đông chứ? Hơn nữa, hắn còn tự mình uống cạn từng ly rượu, không cần tôi phải chuốc. Sau khi uống xong, tôi và bạn thân đưa hắn tới khách sạn. Bạn tôi rời đi để tôi ở lại hoàn thành đại sự trong đời mình. Bên cạnh tôi bỗng chuyển tới tiếng động, tôi giật mình hoàn hồn lại. Thấy hàng mi của người đàn ông kia đang run rẩy Chỉ trong giây lát, đôi mắt hổ ly quyến rũ của hắn từ từ mở ra, nhìn thẳng vào tôi ánh mắt ấy mông lung. Tôi cẩn thận đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt hắn. Không ngờ, hắn lại nắm lấy tay tôi, kéo mạnh, khiến tôi ngã xuống bên cạnh hắn. Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần tới mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn đang phả lên mặt mình. Tim tôi đập loạn nhịp, cả cơ thể bỗng chốc căng thẳng. Giờ phút này trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ. Toàn rồi, bị bắt tại trận. Tôi có tưởng rằng hắn đã tỉnh táo nhưng không hắn lại khẽ gọi một tiếng bảo bối rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt tôi giọng của hắn khàn khàn và quyến rũ ánh đèn trong phòng càng thêm mê hoặc tôi thừa nhận cái sự nghĩ xấu hổ của tôi đã bắt đầu dục dịch hắn không chỉ dừng lại ở lời nói mà hành động của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc tôi không dám ở lại thêm phút nào nữa lợi dụng đêm tối tôi lặng lẽ rời đi dọc đường về nhà trong lòng tôi không ngừng nghĩ tới một điều trong thế giới của tôi không có đàn ông và đàn ông đẹp trai thì lại càng không thể có một tuần sau tôi nhận được kết quả kiểm tra tôi đã mang thai cho tới ngày chuyển dạ tôi không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự đoán do một sự cố tôi không thể tới bệnh viện đã hẹn trước thay vào đó tôi được đưa tới một bệnh viện gần đó khi vừa bước vào phòng sinh cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi không khỏi run rẩy Đôi mắt hổ ly kia, đôi mắt mà tôi không thể nào quên bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như tim mình ngừng đập, xếp chút nữa thì không còn hơi thở nào để sinh con. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng, nữ hổ lý bên cạnh đã nhắc nhở. Cô Mộc à, bây giờ còn chưa bắt đầu sinh đâu, cô có thể thở, đừng có nín thở như vậy. Tôi vội vàng làm theo lời cô ấy, nhưng trong đầu vẫn dối bời. Mọi chuyện xảy ra lúc này đều bị ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia thu vào trong tầm mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, thấy anh bước tới gần từng bước. Lòng tôi lại càng thêm hồi hộp, không dám thở mạnh. Hẳn là anh không nhận ra tôi. Bởi vì lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, tôi chưa từng xuất hiện trước mặt anh khi tỉnh táo bao giờ. Nhưng khi anh nhau mắt nhìn, đứng ngay bên cạnh giường bệnh của tôi, sự lạnh lẽo từ ánh mắt đó làm tôi sờn tóc gáy. Tôi đã siết chặt tay hộ lý và giọng lắp bắp. Tôi, tôi không muốn bác sĩ Nam. Bác sĩ An là bác sĩ giỏi nhất qua sản của chúng tôi. Nữ hộ lý kiên nhẫn giải thích. Tôi cũng, cũng không cần. Tôi gần như hết lên, ánh mắt bất an nhìn về phía anh. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Không phải tôi kỳ thị bác sĩ Nam, nhưng tôi thật sự là sợ bị anh nhận ra. Bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng tới ca sinh của tôi, cuối cùng người đàn ông đó cũng rời đi tôi thở vào nhẹ nhõm một chút lòng có chút yên ổn hơn nhưng chưa kịp thở dài thì bạn thân của tôi lại chạy tới muốn ở lại phòng sinh để đồng hành cùng tôi ra ngoài ngay làm sao có thể để cậu ở đây được cậu mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hoảng sợ sau này á còn không dám sinh con nữa chứ thế là bạn tôi đành bước ra để lại tôi một mình đối diện với nỗi đau và sự lo lắng sau đó khi cơn đau đẻ đã khiến đầu óc tôi mơ hồ không còn tỉnh táo tôi chỉ nhớ có một đôi tay ấm áp nắm lấy tay mình đôi tay rộng rãi mạnh mẽ ấy không thể nào là tay của hộ lý được khi đưa bé chào đời tôi mệt mỏi tới kiệt sức lờ mờ nghe thấy tiếng nói ở xung quanh huyết sắc tố của bệnh nhân quá thấp cần phải truyền máu nhưng bệnh nhân có nhóm máu hiếm máu trong kho bệnh viện không còn đủ ạ à. ngay sau đó một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên từ phía xa tôi đi xét nghiệm máu tôi biết một ngân hàng máu có thể làm rất nhanh nghe giọng nói ấy tôi nhận ra đó là anh bác sĩ an lòng tôi như chút được gánh nặng cuối cùng thì cũng có thể yên tâm và chìm vào giấc ngủ tôi vẫn luôn tự hỏi liệu có phải mình đã nhớ nhầm không bởi vì nghề kia hoàn toàn không có mặt khi tôi sinh cho tới ngày xuất viện những suy nghĩ ấy vẫn đeo bám tâm trí tôi bước ra khỏi phòng bệnh đôi mắt hổ lý ấy lại hiện lên giống hệt như trong giấc mơ của tôi chúc mừng cô xuất viện bà của đứa trẻ không tới đón hai người à Giọng nói ấy vang lên, lạnh lùng nhưng lại đầy sâu xa. Tôi giật mình, ánh mắt làng tránh khi nhìn thẳng vào anh. Có lẽ do tâm lý có tật giật mình, tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh nhìn tôi, một cái nhìn sâu xa mà không rõ nghĩa. Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận và tự trấn an mình. Làm sao có thể nhận ra được cơ chứ? Ngày hôm đó, tôi đã chọn quán ba một cách cố tình. Nơi đó tối tăm, ánh đèn thì mờ nhạt. Làm sao? Không thể thấy rõ người Lúc tới khách sạn, anh ấy đã say khướt. Mọi hành động của anh khi ấy chỉ dựa vào bản năng. Xác suất mà anh có thể nhận ra tôi cũng giống như việc tôi trúng giải độc đắc từ một tấm vé số vậy, hoàn toàn bất khả thi. Tự an ủi bản thân, tôi chấn định lại và nở một nụ cười nhẹ nhàng trả lời. Bà của đứa nhỏ đi công tác ở nơi khác, không thể tới đó nữa. Nghe câu trả lời, anh hơi gật đầu. Tôi cố ý liếc nhìn tấm bảng tên của anh. An cảnh nghiêm. Đúng là một cái tên hay, vừa mạnh mẽ vừa trầm lặng, giống hệt con người của anh. Chỉ tiếc rằng chúng tôi có duyên nhưng chẳng có phận. Nhưng chưa kịp vui mừng với sự bình yên tạm thời này, tôi nhanh chóng nhận ra rằng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Người bạn thân đã sắp xếp cho tôi một người bên trung tâm hồi phục tới đón. Khi tôi vừa lên xe, ngay lúc ấy, chỗ ngồi bên cạnh đã lún xuống. Tôi theo phản xạ quay đầu lại, tìm tôi như ngừng đập. An cảnh Nghiêm đã ngồi bên cạnh tôi rồi tôi giật mình cố lùi ra phía sau nhưng suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa xe nếu không có bàn tay to lớn của anh đỡ phía sau đầu tôi đã phải chịu một cú va đập đau đớn bàn tay của anh ấm áp nhưng hơi thở của anh còn gần hơn khoảng cách giữa chúng tôi gần tới mức khiến tôi có cảm giác như tôi bị bao vây bởi anh vậy gợi nhớ lại cái đêm ấy đầu óc tôi trở nên hỗn loạn thành một mớ bỏng bong nhưng rồi anh đã nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại khuôn mặt bình thản đồng thời nhẹ nhàng thốt lên cẩn thận người gì ngồi ở ghế trước nghe thấy thế cười híp mắt rồi quay xuống nói với giọng điệu đầy cảm thán cô mộc thật là may mắn đấy bác sĩ an là chiêu bài của chúng tôi đấy biết bao nhiêu người muốn mời cậu ấy đều phải xếp hàng dài để đặt lịch trước may mắn thay lần này cậu ấy rảnh rỗi nên trở thành bác sĩ của cô nghe tới đây tôi chật thẫn thờ bác sĩ của tôi ư nghĩa là tôi sẽ phải ở chung với an cảnh nghiêm suốt 42 ngày tới à Ý nghĩ ấy khiến tim tôi không khỏi lo lắng, nhưng tôi chỉ biết sự im lặng, không nói thêm gì. Càng nghe bạn thân nói, tôi lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi xuống xe, tôi ngay lập tức tìm một chỗ vắng, gọi điện thoại cho cô ấy. Cái trung tâm hồi phục kia có thể hủy được không? Tôi gấp gáp hỏi với lòng đầy lo lắng. Bạn thân tôi không cần suy nghĩ, lập tức từ chối dứt khoát. Hơn 100 ngàn đấy, không thể hủy được đâu. Yên tâm đi, Tôi đã hẹn được bác sĩ giỏi nhất ở đó cho cậu rồi. Hình như tên là An Cảnh Nghiêm. Nghe tới tên của anh ta, tôi nghiến chặt răng, cô nén cơn giận bộc phát. Cậu có biết không? An Cảnh Nghiêm chính là người ở quán ba hôm đó. Trời ơi! Đây chẳng phải là mở một cái hộp mù sao? Ở quán ba á? Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Vậy mà sinh con xong, còn phải cùng anh ta sống chung dưới một mái hiên. Câu nói vẫn chưa kịp thốt hết thì ánh mắt của tôi đã bắt gặp bóng dáng An Cảnh Nghiêm đang từ từ tiến lại gần. Tôi lập tức ngậm miệng lại và lòng dối bời. Ở đầu dây bên kia, bạn thân của tôi dường như đã hiểu ra điều gì, cô ấy lầm bẩm Mỡ ơi, đất trời rộng lớn thế, mà sao chúng ta lại xui xẻo thế này chứ? Trong khoảnh khắc đó, An Cảnh Nghiêm đã tới gần tôi, đưa tay lấy điện thoại, ấn tắt máy rồi bình thản trả lại cho tôi ánh mắt anh dịu dàng, nhưng lời nói thì lại vô cùng chắc chắn. Đừng đứng ở đây lâu, dễ trúng gió lắm, về phòng nghỉ ngơi trước đã. Tôi vẫn còn bàng hoàng, không thể tin được rằng mọi chuyện đã đi xa đến thế. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi không hề có ý định yếu thế, ngẩng đầu nhìn anh và hỏi thẳng. Bác sĩ các anh cũng có thể tùy tiện tắt điện thoại của bệnh nhân sao? An cảnh nghiêm thoáng ngây người trong giây lát, rồi trên khuôn mặt anh xuất hiện một chút tức giận. Anh nghiêm giọng trả lời. Xin lỗi, nhưng đây là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, không thể đứng nhìn bệnh nhân, không biết quý trọng sức khỏe của chính mình được. Nghe câu trả lời đó, tôi không đáp lại, chỉ lặng lặng quay người, bước vào trong trung tâm. Trong đầu óc tôi lúc này, chỉ toàn suy nghĩ về cách làm sao để có thể thoát khỏi người đàn ông này một cách êm đẹp. May mắn thay, hôm nay An Cảnh Nghiêm không xuất hiện trước mặt tôi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nhờ nữ hộ lý mà biết được rằng anh đang lập kế hoạch cho thời kỳ hồi phục của tôi. Thỉnh thoảng, anh sẽ tới kiểm tra. Nhưng điều kỳ lạ là, nữ hộ lý còn cố ý hỏi tôi những điều không ngờ tới. Cô Mộc, cô có kiêng ăn gì không? Cô thích ăn gì? Cô có thích hoa gì không? Và thích màu nào? Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy hoài nghi, không khỏi thắc mắc. Trung tâm của các cô cũng điều tra những vấn đề này à? Hộ lý là một cô gái trẻ tuổi, trông có vẻ còn khá non nớt. Cô ấy hơi do so dự một chút, sau đó chớp mắt, giọng nói nhẹ nhàng. Đúng vậy, tôn trị của trung tâm chúng tôi và toàn bộ vì mẹ và bé ạ. Cả tinh hóa phục vụ theo nhu cầu của người mẹ cũng thuộc về phạm vi phục vụ của chúng tôi. Tôi gật đầu nhẹ và trong lòng thầm nghĩ. Xem ra số tiền trăm vạn này cũng không phải là tiêu uổng phí rồi. Còn tôi không được đưa tới bên cạnh ngay lập tức mà được đưa vào phòng quan sát. Bởi vì đứa bé cần truyền thêm máu vài lần nữa nên phải tiếp tục theo dõi. Thực lòng mà nói, đây là lúc tôi thực sự cảm thấy sốt ruột và lo lắng cơn đau khi sinh đã làm tôi kiệt sức đầu óc thì mệt mỏi đến giờ khi đã tỉnh táo lại tôi mới nhận thức rõ ràng mình đã trở thành một người mẹ rồi khi tới giờ ăn tối ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động ban đầu tôi có nghĩ là hộ lý tới đưa bữa tối nhưng khi quay lại nhìn người đẩy xe đổ ăn không phải ai khác mà chính là an cảnh nghiêm bác sĩ cảnh nghiêm eo thon chân dài khuôn mặt điển trai dưới lớp áo blue trắng làm tôi bất giác nhớ lại đêm đó anh mặc áo sơ mi trắng còn nhớ tới những khoảnh khắc cuồng nhiệt giữa chúng tôi tai tôi đột nhiên nóng bừng lên cảm giác ngượng ngùng trỗi dậy tôi nhanh chóng thu ánh mắt lại hò nhẹ một tiếng rồi lướt qua những món ăn đầy dinh dưỡng được bày trên chiếc bàn nhỏ trước mặt bác sĩ an tự mình đưa cơm tôi tới sao tôi hỏi với giọng hơi khẽ Việc này rõ ràng không phải là điều mà một bác sĩ danh tiếng như anh nên làm. Thế nhưng anh lại không thấy điều đó là bất thường. An Cảnh Nghiêm thản nhiên trả lời. Tôi sợ em lo lắng. Nhà tiện muốn nói cho em biết về tình trạng của Lạc Lạc. Thật ra thì không nghiêm trọng lắm đâu. Khoảng chừng hai ngày nữa bé sẽ được đưa ra ngoài. Lời nói của anh mang theo một phần trấn an nhưng cũng không thiếu sự giải thích chuyên môn khiến tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Sau đó, An Cảnh Nghiêm lấy ra một cái bình hoa từ phía sau xe đẩy, nhẹ nhàng cắm một bó hoa tươi rồi đặt chúng trên bàn tiếp khách. Anh đứng bên cạnh, ánh mắt lòng lanh tới mức khiến cho những đó hoa kia cũng phải nở bung. Thích không? Anh hỏi, ánh mắt như muốn dò xét cảm xúc của tôi. Tôi cố gắng nhanh chóng và kéo lại lý trí. Bác sĩ An, anh đối xử với bệnh nhân nào cũng tận tâm như vậy sao? Tôi không thể không nghi ngờ rằng An Cảnh Nghiêm đã nhớ rõ mọi chuyện xảy ra đêm đó nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể hơn nữa khả năng anh nhận ra tôi thực sự rất thấp hoặc ít nhất là tôi hy vọng như vậy tôi cứ tưởng rằng anh sẽ trả lời qua loa nhưng không ngờ anh lại thẳng thắn phủ nhận đương nhiên là không sau đó giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng hơn một chút cho dù bà cổ lạc lạc có đi công tác anh ta cũng phải nhanh chóng trở về thăm hai người không hiểu sao tôi cứ có cảm giác trong lời nói của anh có gì đó như đang dò xét tôi để không bị mất thấy trước mặt An Cảnh Nghiêm, tôi vội vàng đáp lại. "Đúng vậy, hai ngày nữa anh ấy sẽ trở về." Nhưng chỉ sau khi nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa thốt ra điều gì. Trước khi tôi kịp giải thích thêm, An Cảnh Nghiêm đã lắc đầu rồi quay đi. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa thoát được một áp lực vô hình. Từ từ đã, tại sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm như vậy? Rõ ràng tôi không thể thừa nhận rằng mình căng thẳng khi đối mặt với An Cảnh Nghiêm. Làm sao mà tôi lại để tâm trạng của mình lộ ra trước anh được chứ? Tôi tức tối giờ nắm đấm theo hướng anh vừa rời đi và lầm bầm trong miệng. Cùng lắm thì anh chỉ là người tốt bụng giúp tôi tạo ra em bé mà thôi. Chuyện mà tôi không thể ngờ tới chính là an cảnh nghiêm quay ngược lại ngay lập tức. Trong khi nắm đấm của tôi còn chưa kịp thu về. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy dò xét. Bác sĩ An, anh có nghe thấy lời gì bình thường không? tôi cẩn trọng hỏi và mắt không rời anh. anh nở một nụ cười như không cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự trêu chọc vô hình. tôi chỉ đến để nhắc nhở em, em vừa mới sinh xong, tâm trạng không thể quá tệ được. nói xong, anh đặt lên bàn mấy viên kẹo nhỏ. khi nhìn thấy chúng, lòng tôi bất giác lạnh đi một nửa. rốt cuộc, ai đang giò xét ai ở đây? đó chính là loại trái cây mà tôi thường ăn khi tâm trạng tôi không tốt tôi có thói quen bất cứ khi nào lo lắng hoặc buồn bã chỉ cần ăn một viên kẹo là mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhớ lại đêm hôm đó ở quán bar để có thêm can đảm trước khi bước vào tôi cũng đã ăn một viên kẹo rồi sau đó tôi từ từ ngước mắt lên nhìn đôi môi anh đôi môi mà tôi đã từng hôn qua cảm giác ngọt ngào từ viên kẹo bao phủ xung quanh tôi vẫn còn nhớ rõ không lẽ anh cũng nhớ nhanh chóng thu tay lại nở một nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở nào Tôi đang giảm cân, chưa bao giờ ăn kẹo ạ. À. Hai ngày ở trung tâm phục hồi trôi qua, tôi cảm giác như đã nói hết tất cả những lời nói dối mà mình có thể nghĩ ra. An cảnh nghiêm không giống như vẻ nho nhã bên ngoài của anh, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn tôi. Nhưng ánh mắt ấy giống như đang dò xét từng lời nói của tôi, tất cả đều là đạn bọc đường, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Điều đáng ghét nhất là mỗi khi tôi nhìn vào gương mặt đó, dù có muốn tức giận thì tôi cũng không thể nổi giận với anh cuối cùng đứa nhỏ đã được đưa về bên cạnh tôi nhìn nhóc con nhỏ xíu nằm trong vòng tay mình lòng tôi tràn đầy hy vọng và mong đợi tôi mộc tình tuy không tin vào hôn nhân hay tình yêu nhưng đối với lạc lạc tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bé đưa bé đi khắp nơi ngắm nhìn thế giới rộng lớn này bạn thân của tôi đến thăm vừa thấy an cảnh nghiêm cô ấy lập tức trở nên căng thẳng thậm chí còn căng thẳng hơn cả tôi tôi liền kéo hồn vía của cậu ấy quay lại và nhắc nhở đừng có nhìn chằm chằm vào anh ta nữa. Cậu làm như không có chuyện gì xảy ra đi mà. Nhưng cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi an cảnh nghiêm, rồi cất tiếng hỏi. Cậu nói xem, cây này có phải là duyên phận không? Nghe vậy tôi lạnh lùng liếc cậu ấy và trả lời dứt khoát. Không thể nào. Lạc lạc lộc của tớ. Nếu thực sự là duyên phận, thì chúng tớ cả đời này không nên gặp lại. Chỉ như vậy mới khiến anh ấy không nghi ngờ gì bạn thân nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt tôi rồi vỗ ngực đảm bảo. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tớ, đừng lo. Tự nhiên tôi có một linh cảm chẳng lành, chuyện này có vẻ như không chỉ đơn giản là thế. Hai ngày sau, linh cảm của tôi đã trở thành hiện thực. Khi Lý Mục Nghiêu, một người bạn nam từ thời đại học xuất hiện trước mặt tôi kéo theo một chiếc vali. Anh ta bước tới, không do sự ôm lấy vai tôi, giọng cợt nhà. Cục cưng, em chịu khổ rồi. Tôi giật mình, cảm thấy khó chịu, vườn tay ra vỗ nhẹ vào vai anh ta, ý bảo anh ta buông ra. Không vất vả chút nào. Sau đó tôi ghé sát vào tay của Lý Mục Nghiêu, hạ giọng. Anh tới đây hóng chuyện à? Lý Mục Nghiêu đứng thẳng dậy với dáng vẻ đầy nghiêm túc, nghĩa chính tử nghiêm và đáp lại. Là ba của con em, anh đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc cho hai người. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh từ phía sau. Theo phản xạ, dạ, tôi quay đầu lại và vô thức nhìn về phía cửa. Đúng như tôi lo sợ, An Cảnh Nghiêm đang đứng ở đó, tay cầm một đĩa trái cây. Anh im lặng và quan sát tình hình. Và đúng là không thể tránh khỏi việc anh nhìn thấy cảnh tôi cùng Lý Mục Nghiêu quảng vai bá cổ và trò chuyện thân mật. Ánh mắt của An Cảnh Nghiêm trở nên sâu thẳm, đôi môi anh mếm chặt lại. Rõ ràng không còn vẻ bình thản như thường ngày. Tôi để ý thấy ánh mắt anh không rời khỏi tay Lý Mục Nghiêu. Bàn tay ấy đang nắm lấy tay tôi. Không hiểu vì sao, trong lòng tôi bỗng dưng trột dạ, vội vàng rút tay về. An cảnh nghiêm tiến lại gần, lý mụn nghiêu vẫn không chút e rẻ, đưa tay ra bắt tay với anh và cười cợt. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho bạn gái tôi. câu nói này khiến tôi giật mình. An cảnh nghiêm trở hơi mím chặt môi hơn nữa và ánh mắt không thay đổi. Anh này, sinh con là chuyện lớn trong cuộc đời của người phụ nữ. Dù anh có bận rộn đến đâu, thì anh cũng phải dành thời gian để mà chăm sóc cho mẹ con cô ấy mới phải chứ giọng nói của anh vẫn bình thản nhưng trong câu nói ấy lại ẩn chứa sự lạnh lẽo và xa cách anh không còn nhìn tôi nữa ánh mắt anh chỉ hướng về phía của lý mục nghiêu đúng vậy nhờ có bác sĩ an lý mục nghiêu đáp lại giọng nói đầy sự hòa nhã nhưng không kém phần trêu chọc sau đó an cảnh nghiêm lạnh lùng anh đi theo tôi chúng ta cần điền một ít thông tin hai người nhanh chóng rời khỏi phòng để lại tôi đứng đó cảm thấy bối rối. Bạn thân của tôi từ đâu xuất hiện, nở một nụ cười đắc thắng, vươn một ngón tay cái ra và tự chỉ vào mình. Thấy sao? Chiều này của tớ không tôi chứ. Tôi... tôi mệt mỏi dựa vào tường, giọng nói đầy phiền muộn. Cậu tìm ai không tìm, lại đi tìm Lý Mục Nhiêu thế à? Lý Mục Nhiêu và tôi vốn không hợp nhau. Anh ta là kiểu người luôn yêu thích sự tự do, chạy khắp nơi khắp trốn và không bao giờ ổn định ở một chỗ. Cả hai chúng tôi chẳng ưa gì nhau, Tôi thật không thể nào ngờ được anh ta lại chạy tới giúp tôi trong tình huống này. Bạn thân của tôi với vẻ mặt bí ẩn trẻ cười khúc khích rồi bảo. Thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ bất khả lộ có nghĩa là không thể tiết lộ thiên cơ, ám chỉ điều bí mật, không thể nói ra. Chỉ một lát sau, Lý mộng Nghiêu đã trở lại. Anh ta nhìn phần cơm dinh dưỡng trên bàn với ánh mắt đầy khao khát. Thấy vậy, tôi không nhịn được thở dài, đưa muỗng cho anh ta, mặc kệ sự ham ăn của anh ta. Sau khi Lý Mục Nghiêu ăn xong phần cơm dinh dưỡng, bạn thân tôi đã không hề chần chờ lôi từ trong túi sách ra một hộp gà rán cùng với một ly trà sữa và đặt ngay trước mặt tôi. Nhìn thấy thức ăn quen thuộc, lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Lý Mục Nghiêu không kìm được mà khen ngợi. Đây mới đúng là một tình tình này. Tôi vừa gặm đùi gà và không quên dặn dò bọn họ. Cảnh cửa cho kỹ nhá, đừng có để ăn cảnh nghiêm nhìn thấy đấy, nếu không á là tôi sẽ toang mất nhưng vừa dứt lời thì một giọng nói lãnh đạm bỗng vang lên từ phía sau cái gì không thể cho tôi nhìn thấy chứ cái tôi đột nhiên cứng đờ lại và chỉ trong tích tắc an cảnh nghiêm đã xuất hiện nhanh chóng lấy đi gà rán và trà sữa từ tay tôi đồ chiên chứa quá nhiều dầu mỡ còn trà sữa thì không tốt cho sức khỏe nó sẽ ảnh hưởng đến anh không nói tiếp chỉ lướt ánh mắt qua người tôi một cái nhìn lạnh lùng xa cách cảm giác ấy sao mà khác xa so với những lần trước thật là quái gở. Người lúc tức giận là anh, mà ngay cả khi không tức giận cũng vẫn là anh. Tôi không chịu nổi nữa đành lầm bầm. Vâng vâng, tôi biết là không tốt cho sức khỏe, nhưng cơm dinh dưỡng thực sự rất khó ăn. An cảnh nghiêm không nói gì, chỉ thu hết tất cả đồ ăn mà bạn thân tôi đã mang vào. Sau đó với một loạt những lý do chính đáng, anh tống cổ cả hai người họ đi. Trời dần tối, không khí trở nên yên tĩnh hơn. Tôi ngồi trong phòng, buồn chán chơi đùa cùng lạc lạc thì đột nhiên người thấy một mùi thơm ngào ngạt sộc vào mũi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy An Cảnh Nghiêm đã đem tới một hộp cơm. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở hộp cơm trước mặt tôi. Bên trong là đùi gà nướng đã được bỏ xương. Bên cạnh còn có một ly trà sữa nhỏ. Tìm tôi chợt cảm thấy mềm mại, thậm chí là có chút tủi thân. Không phải anh nói là không ăn được sao? Tôi hỏi có vẻ hơi bất mãn. Có thể ăn một ít, nhưng nếu muốn khỏe mạnh, anh ngừng lại nhìn tôi một thoáng rồi tiếp tục. Tất cả chỗ này đều do tôi tự tay làm. Tôi cầm ly trà sữa uống một ngụm nhỏ và không giấu được sự ngạc nhiên. Bác sĩ An à, trung tâm phục hồi của các anh thật tốt quá đi. An cảnh nghiêm ngồi xuống mép giường, đôi mắt anh nhìn tôi không chớp. Trong ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt anh như tràn đầy lưu luyến và thâm tình. Bị một người đàn ông đẹp trai như thế nhìn chăm chú, tôi không khỏi thả chậm tốc độ ăn. Cảm giác trái tim mình đập nhanh thêm một chút anh khẽ cười như thể cố tình nói để cho tôi nghe rõ mộc tình tình em đã từng thấy bác sĩ nào tự tay nấu cơm cho bệnh nhân chưa tôi chớp mắt vài lần đúng thật việc này chắc chắn không nằm trong phạm vi phục vụ của một bác sĩ bình thường trong lòng tôi không khỏi cảm thấy mình xong đời rồi trái tim không biết vì sao lại đập loạn nhịp hơn mục đích của an cảnh nghiêm đã lộ rõ ràng như ban ngày này nhưng tôi vẫn quyết định vờ như không hiểu chỉ còn 10 ngày nữa thôi, mình sẽ rời khỏi đây. Thật ra, trong những ngày ở trung tâm phục hồi, An Cảnh Nghiêm là người tôi gặp nhiều nhất, nhiều hơn cả nhân viên y tế. Có những lúc, anh còn đến vào ban đêm, lặng lẽ đắp chăn cho tôi và lạc lạc. Ánh mắt anh khi nhìn lạc lạc đầy ấm áp, một sự ấm áp tới lạ kỳ mà tôi chưa từng thấy trước đó. Thậm chí, đôi khi tôi còn lơ đã nghĩ rằng, có được một người cha như anh có lẽ không phải là điều tồi tệ. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi đã lập tức phủ nhận suy nghĩ đó chỉ cần tôi rời khỏi đây chỉ cần chúng tôi không gặp lại nhau nữa tôi có thể coi tất cả những gì đã xảy ra giống như một giấc mộng hôm nay vào lúc nửa đêm tiếng kêu nghẹn ngào của lạc lạc đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ khi chạm vào chán của thằng bé tôi hốt hoảng nhận ra chán cậu bé nóng hầm hập sắc mặt thì đỏ ửng bất thường lạc lạc đang phát sốt và dù tôi đã cố gắng nhưng cậu bé không hề có dấu hiệu hạ sốt tay tôi run rẩy khi nhấn chương gọi hộ lý, nhưng hộ lý vẫn chưa tới. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lại lâu tới thế này. Mỗi giây phút đợi chờ khiến lòng tôi như bị đè nén bởi sự lo lắng không thể diễn tả thành lời. Tôi vội vàng xoay người rời khỏi giường. Do quá hấp tấp mà chân trượt ngã nhào sang một bên. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc hữu lực đỡ lấy tôi và giữ tôi khỏi cú ngã đau đớn. Tình tình à, em đừng gấp, anh ở đây có anh ở đây rồi. Giọng nói trầm ấm ấy vang lên là an cảnh nghiêm. Anh đã tới kịp lúc. Trong cơn hoảng loạn, tôi như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy góc áo anh và giọng run run. An cảnh nghiêm, anh cứu lạc lạc với. Anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi và không chút hoảng hốt, bắt đầu kiểm tra cho lạc lạc một cách bình tĩnh và cẩn trọng. Mọi động tác của anh đều điềm đạm chắc chắn, trong khi đầu óc tôi như một mớ bỏng bong với hàng loạt những suy nghĩ rối loạn. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình có quá ích kỷ khi muốn giữ mọi thứ cho riêng mình không? Sau vài phút kiểm tra kỹ lưỡng, An Cảnh Nghiêm đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy suy tư. Có thể là nhiễm trùng đâu đó, anh sẽ đưa thằng bé vào phòng điều trị để giám sát. Em hãy nghỉ ngơi trước đi. Sau vài phút kiểm tra kỹ lưỡng, An Cảnh Nghiêm đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy suy tư. Có thể là nhiễm trùng đâu đó, anh sẽ đưa thằng bé vào phòng điều trị để giám sát. Em nghỉ ngơi trước đi. Anh quay đầu nhìn tôi, thấy gương mặt lo lắng, không đành lòng, anh thở dài. Em có thể đi cùng, nhưng mà chỉ được đứng ngoài quan sát thôi nhé. Tôi gật đầu liên tục, bước nhanh theo sau lưng anh và không hề muốn để lạc lạc rời xa mình. Khi chúng tôi tới gần phòng điều trị, ngay khi an cảnh nghiêm chuẩn bị bước vào, anh chợt dừng lại, nghiêng đầu và nhìn về phía tôi. Theo ánh mắt anh, tôi cúi xuống và bất ngờ nhận ra mình vẫn đang nắm chặt góc áo anh từ lúc nào không hay. Cảm giác xấu hổ ập tới, tôi vội vàng thả tay ra, ngại ngùng và đứng lui lại. Cánh cửa phòng điều trị đóng lại ngay sau đó. Xuyên qua lớp kính trong suốt, tôi có thể nhìn thấy an cảnh nghiêm, đang nhẹ nhàng, mang dụng cụ lên cho lạc lạc. Từng động tác đầy cẩn thận, như thể lạc lạc là một châu báu quý giá nhất thế gian. Tôi nhìn chằm chằm, không thể rời mắt, thậm chí còn nhìn thấy khóe mắt anh hơi cong lên khi chăm sóc cho con trai tôi. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ, có lẽ tôi không cần một người chồng, nhưng có lẽ lạc lạc cần một người cha. Từ khoảnh khắc ấy, suy nghĩ này cứ lờn vờn trong đầu tôi, không ngừng, tôi không thể nào xua đi được. Đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Chắc là An Cảnh Nghiêm đã trở lại. Tôi thở chậm lại, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ say. Tiếng bước chân dừng ngay bên cạnh giường tôi, tìm tôi bất giác đập thình thịch. Anh đang quan sát mình giây tiếp theo một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán tôi tôi nghe rõ giọng nói trầm ấm của an cảnh nghiêm đầy nỉ non và chân thành anh thật sự không biết từ lúc nào mình không thể giả vờ được nữa anh đã sớm biết đó là em mộc tình tình à lời nói này như xét đánh ngang tai đánh cho lòng tôi bằng hoàng và choáng váng rốt cuộc an cảnh nghiêm có ý gì không thể giả vờ được nữa là sao anh đã biết tôi là ai từ bao giờ sau khi an cảnh nghiêm rời khỏi tôi nằm bất động trợn mắt nhìn trần nhà và hoàn toàn không buồn ngủ. Cảm giác hỗn loạn và bối rối tràn ngập ở trong lòng. Khi kết hợp những hành động kỳ lạ của anh trong thời gian gần đây, tôi mạnh dọn đoán rằng anh đã biết tôi là ai từ lâu. Thậm chí còn biết rằng Lạc Lạc chính là con trai anh. Là một bác sĩ, anh có hàng ngàn cách để xác nhận điều đó từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi nhớ lại bàn tay luôn nắm chặt lấy tôi trong giấc mơ lúc ở phòng sinh. Cũng như lần anh truyền máu cho lạc lạc. Chắc chắn rằng anh đã biết tất cả. Trong những ngày tiếp theo, bạn thân và Lý Mục Nghiêu thỉnh thoảng có ghé qua thăm tôi. Mỗi lần như vậy, tôi đều bí mật quan sát an cảnh nghiêm. Mặc dù có chút không vui hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng rõ ràng anh không còn tức giận như trước nữa. Ngày mai tôi phải rời khỏi đây. Vì vậy, tôi đã hỏi qua hộ lý để chuẩn bị. Sau khi chỉnh trang lại quần áo, trang điểm cẩn thận, tôi lén lút tới phòng làm việc của An Cảnh Nghiêm. Đây là lần đầu tiên tôi tới phòng làm việc của anh và khi bước vào, ánh mắt tôi liền dừng lại trên chiếc bàn nơi có một tờ khai thông tin. Đó là tờ mà An Cảnh Nghiêm đã đưa cho Lý Mục Nghiêu điền hôm trước. Nhìn vào cột nhóm máu, tôi thấy Lý Mục Nghiêu đã điền nhóm máu A. Tôi cầm tờ khai lên, cảm thấy buồn cười, không biết mình nên cười hay khóc vì sự chớ trêu này. Nhóm máu của tôi là B, trong khi lạc lạc có nhóm máu hiếm. Điều đó có nghĩa là An Cảnh Nghiêm đã sớm biết sự thật này từ lâu nhóm máu của An Cảnh Nghiêm chắc chắn cũng là nhóm máu hiếm. Tôi không rời khỏi lặng lẽ, ngồi xuống sofa chờ đợi anh. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với An Cảnh Nghiêm. Tôi thực sự thích trà sữa và đùi gà mà anh đã làm, và tôi lại càng trân trọng sự cẩn thận tỉ mỉ mà anh dành cho lạc lạc. Lòng tôi thấp thòm khi nghe tiếng bước chân ngày một gần ở bên ngoài. Tôi chỉnh lại quần áo, chuẩn bị tinh thần đối mặt với anh. Nhưng tay nắm cửa vừa bị vặn bên ngoài thì đột nhiên có tiếng gọi. Bác sĩ An à, bạn gái anh tới tìm." Tôi sững sờ, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng lại. Qua cánh cửa, tôi nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Một giọng nữ dịu dàng và thủy mị vang lên. "Dì bảo em tới hỏi anh, cuối tuần anh có về nhà với em được không? Bà ấy lâu rồi không được gặp anh ạ." À? Sau một lúc yên lặng, giọng nói của An cảnh nghiêm cất lên, đầy nhẹ nhàng. "Được, cuối tuần này chúng ta cùng về nhà." Giọng nữ kia trở nên vui vẻ hơn. Vậy em sẽ chờ anh tới đón em nhé. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy kéo cánh tay anh, nũng nịu với anh như thế nào. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, cảm giác đau khổ dâng trào trong lòng tôi. Hòa ra An Cảnh Nghiêm đã có bạn gái. Những lời nói của họ giống như một chiếc chùy mạnh mẽ đập vào trái tim tôi, biến toàn bộ hy vọng trong lòng tôi thành mây khói. Chuyện mà tôi muốn nói với anh giờ đây đã không còn thích hợp nữa. Rõ ràng tôi đã dồn hết dũng khí mới có thể đến đây. Nhưng bây giờ, chồng tôi chẳng khác nào một quả bóng bị xỉ hơi. Những điều muốn nói cũng chẳng thể nói ra. Trong lòng tôi chỉ thầm cầu nguyện rằng hai người họ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây để tôi có thể lặng lẽ bước đi mà không ai để ý. Nhưng rồi bên ngoài lại vang lên những giọng nói quen thuộc của hộ lý. Bác sĩ An, anh có thấy tình tình không? Bà nãy cô ấy nói là tới phòng làm việc để chờ anh. Ngày sau đó, tiếng bước chân rồn rập về phía cánh cửa. Cánh cửa bất ngờ mở ra, Trước mắt tôi là an cảnh nghiêm, sắc mặt của anh tái nhợt, trong ánh mắt thậm chí còn thoáng qua một chút hoảng loạn. Em chưa kịp nói hết câu, một cô gái mặc váy hồng nhẹ nhàng bước tới, khoác lấy cánh tay anh rồi nhìn về phía tôi, đôi mắt dò hỏi. Cô ấy là bệnh nhân của anh? Hai bên hoàn toàn phân biệt rõ ràng, lời nói của cô ấy, phòng thái của cô ấy giống như từng câu từng chữ đang lăng chỉ tôi, cửa vào lòng tôi từng vết đau nhói trang điểm tỉ mỉ và sửa soạn cẩn thận của tôi giờ phút này chẳng khác nào một trò hề một sự trào phúng lạnh lùng trước mặt cô gái kia ban đầu tôi đã quyết tâm mạnh mẽ lấy hết dũng khí để mở ra một cuộc sống mới mong rằng sẽ có cơ hội nhận được câu trả lời từ lòng anh nhưng bây giờ thì mọi hy vọng đều tan biến chẳng cần gì nữa cả ngực tôi như bị khoét sống cảm giác như gió lạnh ùa vào tim từng đợt từng đợt thổi qua để lại sự trống rỗng đau đớn trong khoảnh khắc tôi có cảm giác như bản thân đã bị đông cứng tại chỗ và không thể cử động. Nhưng còn tốt, tất cả vẫn còn kịp. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi kẽ lui về phía sau. Nạn ra một nụ cười hoàn hảo, không có bất kỳ sơ hở nào. Đúng vậy, hôm nay tôi xuất viện, chỉ muốn tới để chào tạm biệt bác sĩ An. An cảnh nghiêm siết chặt tay, như thể đang đấu tranh với cảm xúc trong lòng rồi lại từ từ buông ra. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rời đi, cái nhìn ấy khiến lòng tôi nặng trĩu nhưng cũng giúp tôi hiểu được. Anh không muốn giữ lại bất cứ điều gì. Tôi bước theo hộ lý trở lại phòng bệnh. Gương mặt cô ấy đầy vẻ dối rắm Dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại. Cuối cùng cô ấy lên tiếng. Thật ra bác sĩ An tôi cười nhẹ và cắt ngang lời của cô ấy. Bác sĩ An là một người rất giỏi và có trách nhiệm. Hôm nay tôi chỉ tới để chào tạm biệt anh ấy thôi. Tôi nhanh chóng chuyển đề tài, giọng nói có phần quyết đoán được rồi cô giúp tôi viết một tờ đơn liệt kê những việc cần chú ý tôi muốn xuất viện thật sự hộ lý gật đầu rồi vội vàng xoay người ra ngoài tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi nơi này ban đầu quầy mật và lý mục nghiên đã dự định ngày mai sẽ tới đón tôi nhưng tôi biết rằng mình không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi khi tôi đứng chờ xe ở cửa đột nhiên phát hiện ra Lý Mộng Nghiêu đang ngồi trong xe ăn sáng một cách vô tư lự. Hai chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát. Thấy tôi xuất hiện, anh ấy vội vàng, buông chiếc bánh kép phủ mứt và trái cây trong tay rồi bước lại gần, giọng đầy ngạc nhiên. Sao em lại ra trước rồi? Tôi bèn tìm một cái cớ hợp lý. Có chút việc khá là gấp, không thể kéo dài thêm được nữa. Còn anh, sao anh lại ở đây? Lý Mộng Nghiêu trợn mắt liếc tôi một cái, vẻ mặt không mấy quan trọng. Ở đây có quán bánh siêu ngon Tôi ăn một chút Rồi tiện thể chở em luôn Được chưa Tôi khẽ cười Không định vạch trần lời nói của anh ta Lý Mục Nghiêu nhanh chóng chạy lại lấy hành lý của tôi Chất chúng lên xe Vừa bận rộn Vừa không quên lải nhải vài câu trêu chọc Đúng là Ăn không ngon lắm Nhưng mà tạm được Lần sau đừng bỏ lỡ Đúng là may mắn thật Hôm nay anh ở đây Nếu không thì Một mình em về nhà kiểu gì Đứa nhỏ thì khiến người lo lắng không yên còn đứa lớn cũng chẳng để người ta an tâm chút nào. Lý Mộc Nghiêu nói đùa, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm. Nói xong, anh ấy nhanh tay ôm lấy Lạc Lạc từ trong lòng tôi, nhẹ nhàng cưng nựng thằng bé một cái. Lạc Lạc cười khúc khích, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, Lý Mộc Nghiêu giờ đây đã có thể thành thục chăm sóc trẻ con, đủ tiêu chuẩn để trở thành một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Anh chăm sóc lạc lạc chẳng khác gì con ruột, khiến tôi nhiều lần không khỏi ngạc nhiên và thầm cảm kích sự hiện diện của anh trong những lúc khó khăn. Lúc này, Lý Mụng Nghiêu xoay người, định nói gì đó với tôi, nhưng lại bất chợt cười tùm tìm. Ánh mắt hướng về phía sau lưng tôi. Anh lên tiếng và giọng đầy sự trêu chọc. Bác sĩ An, anh cũng tới để tiễn tình tình à? Ngày đến đây, cả người tôi đột nhiên cứng đờ lại. Tôi quay đầu sang phía khác, cố làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được hơi thở rồn rập của an cảnh nghiêm phía sau. Khi tôi xoay người lại, anh đứng đó, gương mặt trắng bệch như thể vừa chạy từ xa tới. Trái tim tôi khẽ rung lên, nhưng lý trí nhanh chóng đã kéo tôi về thực tại. Tôi lắc đầu nhẹ, đánh vỡ suy đoán trong lòng, tự nhủ rằng tất cả những gì mình nghĩ đều là sự tưởng tượng vô căn cứ. Tôi đứng cùng Lý Mục Nghiêu và bình thản nói, Bác sĩ An, hẹn gặp lại. An Cảnh Nghiêm không trả lời ngay, đôi mắt anh đột nhiên trở nên sâu thẳm, như thể mọi cảm xúc bên trong đều bị phong ấn lại, không cho ai thấy được. Anh đứng thẳng người, dáng vẻ cao lớn rắn giỏi, không hề thay đổi so với lần đầu mà tôi gặp anh. Dù vậy, anh vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, tôi thấy rõ sự kiên định và nỗi buồn thầm lặng ẩn giấu ở trong đó. Ánh mắt anh không rời khỏi tôi, khiến cho lòng tôi trùm xuống, anh chậm rãi. Mập tình tình, chúng ta sẽ còn gặp lại những lời ấy như một lời hứa thầm kín gợi lên trong lòng tôi biết bao cảm xúc mâu thuẫn tôi không biết liệu anh nói thật hay chỉ là lời chia tay lịch sự nhưng không hiểu sao lòng tôi lại tràn ngập lo âu và hy vọng trên đường về lý mộng yêu im lặng rất lâu khi xe dừng dưới lầu nhà tôi anh mới quay sang hỏi giọng trầm lắng hơn bao giờ hết tình tình em định thế nào sau này một mình em nuôi lạc lạc à? Tôi xoa nhẹ huyệt thái dương, đầu óc thoáng qua hàng loạt những suy nghĩ, nhưng rồi lại bình thản trả lời. Có gì là không thể chứ? Lý Mục Nghiêu lần đầu tiên không còn nụ cười bất cần đời trên mặt. Ánh mắt anh hiện lên sự nghiêm túc hiếm hoi, khiến không khí trong xe trở nên nặng nề. Anh khẽ nói. Ý anh là... Lời nói ngập ngừng của anh khiến tôi phải nhìn thẳng vào lạc lạc trong vòng tay mình. Thằng bé đang hoa tay múa chân, đôi mắt trong veo đầy niềm vui hồn nhiên. Đây là con của tôi, là bảo bối mà tôi yêu thương nhất. Từ lúc bắt đầu, tôi đã biết rằng mình sẽ phải chăm sóc thằng bé thật tốt, cùng nó lớn lên. Dẫu con đường phía trước có nhiều khó khăn đến đâu, quyết định này chưa bao giờ thay đổi. Nếu như em bằng lòng, anh có thể chăm sóc cho cả em và lạc lạc. Lý Mục Nghiêu nhẹ nhàng nói, giọng nói chân thành và không thể phủ nhận. Tôi bỗng dưng quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt của Lý Mục Nghiêu, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói thì đầy dứt khoát. Lý Mộng yêu, anh cũng biết tình huống gia đình tôi như thế nào mà. Anh biết lạc lạc xuất hiện ra sao. Tôi không quá tin tưởng vào tình yêu, cũng không quá tin tưởng vào hôn nhân. Lời nói của tôi khiến ánh mắt Lý Mục Nghiêu thoáng ảm đạm trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhanh chóng nặn ra một nụ cười đầy vẻ bất cần. Không sao, anh đã sớm biết câu trả lời của em rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn chưa từ bỏ. Nhất định anh phải hỏi em một lần để biết chắc câu trả lời. Tôi mở miệng, nhưng rồi lại không thể thốt nên lời, lời nói mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ đành im lặng, dùng sự yên lặng đó để đối mặt với anh. Lúc này, tôi mới dần nhận ra khuôn mặt của mình đã làm gì. Có lẽ là cô ấy đã biết từ trước rằng mọi thứ sẽ diễn ra như vậy và muốn may mối cho tôi và Lý Mục. Đó cũng là lý do tôi đã gặp anh ở trung tâm phục hồi. Nhưng không biết từ khi nào, hình ảnh của An Cảnh Nghiêm đã dần dần xâm chiếm tâm trí tôi từng cử chỉ ánh mắt, sự dịu dàng và chăm sóc của anh, tất cả hiện lên một cách rõ ràng. Cuối cùng, tôi cũng phải tự thừa nhận rằng, An Cảnh Nghiêm đã cho tôi tất cả những sự ngoại lệ và sự an tâm mà tôi cần. Và tất cả những điều đó, không chỉ vì Lạc Lạc, mọi thứ anh làm đều dành cho tôi. Tôi lắc đầu, bắt đầu sắp xếp mọi việc cho Lạc Lạc. Thật may mắn, trước đây tôi có chuẩn bị đầy đủ nên bây giờ cũng không tới nỗi phải bối rối. Dù vậy, tôi không hoàn toàn tự mình chăm sóc cho lạc lạc tôi đã thuê một hộ lý về nhà để giúp đỡ nhưng điều bất ngờ nhất là người đến không ai khác chính là cô hộ lý mà tôi đã gặp khi còn ở trung tâm phục hồi thật trùng hợp tôi mỉm cười vui mừng khi thấy một gương mặt quen thuộc không phải trùng hợp đâu bác sĩ an sắp xếp tôi đến đây hộ lý vẫn thuần thục làm công việc của mình kiểm tra tình trạng của lạc lạc rồi nhẹ nhàng nói tiếp nghe đến tên của an cảnh nghiêm lòng tôi chợt thắt lại Tôi tìm đại một lý do để nghe điện thoại, rồi nhanh chóng đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Tôi tựa lưng vào cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn độn. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không cần phải nghe thấy những cái tên đó nữa, nhưng thực tế có những điều không dễ dàng buông bỏ như tôi từng nghĩ. Tôi kết thúc kỳ nghỉ của mình và quay trở lại trường kiến trúc. Tuy việc dạy học không cần gấp, nhưng dự án của trường đang diễn ra khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi vùi đầu vào công việc không nghỉ ngơi và tất cả thời gian rảnh rỗi đều dành cho lạc lạc. Mặc dù nhịp sống bận rộn, nhưng cũng nhờ thế mà tôi không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung, tránh xa những cảm xúc dối bời ở trong lòng. Nhưng điều tôi không thể ngờ là mình lại có thể gặp lại An Cảnh Nghiêm ngay tại trường. Sáng hôm đó, lãnh đạo trường bất ngờ tìm đến tôi. Không vòng vo, ông đi thẳng vào vấn đề. Trung tâm phục hồi của Bệnh viện An Bình đang lên kế hoạch mở một cơ sở mới ở ngoại ô thành phố. Lần này, Cô cùng với thầy Lục sẽ tham gia vào hạng mục này nhé. Nghe xong, tôi không thể tin nổi vào tay mình. Trong lòng tôi như bừng lên niềm vui khó tả. Thật Sao? Đây là thật ư? Tuy tôi vừa mới được phê chuẩn chức vụ phó giáo sư, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào một hạng mục có quy mô lớn như vậy. Điều này vượt ngoài mong đợi của tôi. Tiểu Mộc, năng lực của cô thì ai cũng biết cả rồi. Đúng rồi, thầy Lục đã lớn tuổi, không thích giao tiếp với người khác lắm nên cô sẽ đảm nhận phần đàm phán với bệnh viện An Bình nhé. Dĩ nhiên tôi lập tức đồng ý ngay, không chút do dự, lòng vui như mở hội. thật đúng là thất bại trong tình trường nhưng mà chiến thắng trong sự nghiệp. Tuy nhiên điều mà tôi không thể ngờ nhất chính là người phụ trách bệnh viện An Bình lại là An Cảnh nghiêm. khi tôi bước vào phòng họp, anh đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mặt trời từ phía sau lưng chiếu dọi lên người anh, rực rỡ và đầy mê hoặc. tôi bất giác nghẹn ngào gọi tên anh. An cảnh nghiêm. Anh xoay người lại, từng bước tiến về phía tôi. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay về phía tôi, giọng nói điềm đạm, nhưng lại chứa đựng một sức hút không thể cưỡng lại. Cô Mộc, xin chào. Tôi ngập ngừng trong giây lát, mới dám đưa tay bắt lấy tay anh. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi chưa gặp lại nhau, nhưng lần này, phong thái của An cảnh nghiêm đã thay đổi. Vẻ dịu dàng bên ngoài của anh, sở đã phai nhạt đi ít nhiều, Thầy vào đó là một sự sắc bén, lạnh lùng, như thể anh đã trải qua nhiều sóng gió. Mặc dù đầu óc tôi như đang chìm trong sương mù, nhưng khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về các vấn đề chuyên môn, tôi nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo và tập trung. Sau khi buổi họp kết thúc, chúng tôi đã thống nhất được những yêu cầu cơ bản. Tôi dự định cùng thầy Lục quay trở lại trường để báo cáo. Nhưng ngày lúc ấy, An Cảnh Nghiêm gọi tôi lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Tôi có thể mời cô đi ăn trưa được không? Viện trưởng nghe vậy cười tùm tìm, không ngần ngại nói. Được đấy, Tiểu Mộc, cô hãy dẫn bác sĩ An đi dạo một vòng. Tôi định từ chối, nhưng ngay khi chuẩn bị lên tiếng, An Cảnh Nghiêm đã ghé sát lại, thì thầm vào tai tôi, giọng nói đầy áp lực. Tình tình, anh muốn nói chuyện về lạc lạc với em. Tôi nhắm mắt lại và hít sâu một hơi, bụng mình phải giữ sự bình tĩnh. Quả nhiên, những gì cần đến cuối cùng cũng sẽ đến. Chúng tôi tới một nhà hàng yên tĩnh, chọn một góc kín đáo để trò chuyện. Ngay khi ngồi xuống, An Cảnh Nghiêm không hề vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt anh nhìn tôi không rời. Tôi biết Lạc Lạc là con của chúng ta. Tôi cố giữ cho giọng nói của mình bình thản, nhưng trong lòng đã bắt đầu bồn chồn, cho nên bên ngoài tôi không hề để lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu tính toán, suy nghĩ xem phải làm thế nào để giữ được Lạc Lạc mà không gặp thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. An cảnh nghiêm vẫn giữ nguyên sự điểm tĩnh trong giọng nói, nhưng trong ánh mắt ấy ẩn chứa một nỗi niềm sâu sắc. Cho nên, tôi muốn lạc lạc có một tuổi thơ trọn vẹn. Anh nói xong, lặng lẽ nhìn tôi như thể đang chờ đợi một phản ứng từ tôi. Đã lâu không gặp, nhưng tôi không ngờ rằng An cảnh nghiêm bây giờ lại có vẻ tiều tụy đi nhiều. Một người đàn ông luôn tao nhã và tinh tế như anh, vậy mà giờ đây đôi mắt đã có quầng thâm sâu như thể anh đã trải qua nhiều đêm mất ngủ. Tôi không biết anh đã phải đối mặt với những gì nhưng nếu liên quan tới lạc lạc tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ an cảnh nghiêm tôi biết mọi chuyện bắt đầu từ tôi nhưng tôi cảm thấy khó khăn khi mở lời nhưng cuối cùng thì vẫn cố gắng nói ra anh có thể coi như chuyện ở quán bar hôm đó chưa từng xảy ra không an cảnh nghiêm im lặng trong giây lát nhưng khi lên tiếng giọng nói của anh lạnh lùng tới đáng sợ không được tôi không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra như chưa từng tồn tại và tôi càng không thể chấp nhận việc con tôi có một người ba khác. Người ba khác ư? Trong lòng tôi thoáng lo lắng, nhưng ngay lập tức nhận ra anh đã hiểu lầm về mối quan hệ giữa tôi và Lý Mục Nghiêu. Một nỗi nhẹ nhõm len lỏi trong lòng tôi khi nhận ra điều đó. Chuyện này anh không cần phải lo lắng. Tôi cam đoan với anh, tôi sẽ không kết hôn với người khác và lạc lạc cũng sẽ không có người ba nào cả. Anh cảnh nghiêm không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi. Tôi cũng không yếu thế, quyết định đối mặt với ánh mắt ấy, muốn anh hiểu rõ ràng về vấn đề của Lạc Lạc, tôi sẽ không nhượng bộ. Bất chợt, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. Cho nên, ý của em là em chỉ chấp nhận tôi là người kết hôn với em, đúng không? Lời nói của anh như tiếng pháo nổ lớn trong đầu tôi, khiến tôi sững sờ. Hai mà tôi bắt đầu nóng bừng lên, lòng rối bời. Và trong lúc bối rối, tôi vô tình đánh đổ ly nước trên bàn. An cảnh em anh đang nói bậy bạ cái gì thế? Tôi bực bội quát lên. An cảnh nghiêm bình tĩnh, dựng cái ly trở lại, rồi cúi xuống nhặt khăn ăn, ngồi xổm bên cạnh tôi. Dịu dàng, lau đi vết nước đọng trên váy tôi. Tôi ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng kịp. Cảm giác này, tôi nhận ra nó rất quen thuộc. Hồi còn ở trung tâm phục hồi, anh cũng chăm sóc tôi như vậy. Lúc đó tôi cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường, nhưng giờ đây cảm giác ấy trở nên mập mờ và khó lý giải. Trong lúc lâu, An Cảnh Nghiêm đột ngột lên tiếng. Em ấy không phải là bạn gái của anh. Tôi chậm một nhịp mới kịp phản ứng, ngẩng lên nhìn anh ngạc nhiên. Cái gì? Người mà em gặp hôm em xuất viện, không phải là bạn gái của anh. Đó là em gái nhà hàng xóm. Sau khi bị người ta bỏ rơi, tinh thần của em ấy có chút vấn đề. Em ấy nghĩ rằng anh là bạn trai của mình. Ánh mắt cảnh nghiêm đầy căng thẳng khi nhìn tôi khiến tôi càng thêm bất ngờ. Kỳ lạ thật, Người như anh mà cũng có lúc hồi hộp thế này sao? Anh tiếp tục giải thích. Hai nhà chúng tôi vốn thế. Mẹ em ấy đã nhờ anh giúp đỡ. Bà ấy không muốn em gái mình bị kích thích thêm một lần nữa. Nên anh chỉ đành phối hợp. Tôi mỉm môi và giữ dọc điềm tĩnh. Anh nói cho em biết những chuyện này để làm gì ạ? À? Việc này chẳng liên quan gì tới em cả. Tôi cố gắng giữ cho khuôn mặt mình không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng trong lòng đã sớm run rẩy. Bất chợt, An Cảnh Nghiêm dừng động tác, quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Cử chỉ này khiến tim tôi đập nhanh, không hiểu anh định làm gì. "Là lỗi của anh. Thời gian này, anh đã sắp xếp cho em ấy một đội ngũ chữa bệnh tốt nhất ở nước ngoài, giúp em ấy điều trị khỏi hoàn toàn." Tôi bất giác nhìn về phía An Cảnh Nghiêm, bỗng nhận ra, hóa ra mọi chuyện là như thế. Rất chút nữa, tôi đã không thể kiềm chế được cảm giác vui mừng đang trào dâng trong lòng mình. Anh nhìn tôi, ánh mắt chân thành và sâu thẳm. "Tỉnh tỉnh" anh đã hiểu rõ lòng mình, anh thích em, anh muốn ở bên em và chúng ta còn có lạc lạc. Nói rồi, anh lấy ra một chiếc nhẫn, ánh mắt như cầu xin nhìn tôi. Em có đồng ý gả cho anh không? Tôi nhìn anh trong thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc. Lần này thiết kế trung tâm hồi phục mới của bệnh viện, bên trường chỉ thị cho tôi và giáo sư Lục, việc này có phải anh động tay vào không? An Cảnh nghiêm bật cười và lắc đầu. Tình tình, đương nhiên là không có anh sẽ không đem sự nghiệp của gia đình ra làm trò đùa nếu em được chọn đó là vì năng lực của em nghe anh nói tôi nhẹ nhàng thở ra không phải thì tốt chắc là do tôi xem quá nhiều phim truyền hình rồi đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo trên tay nhìn xuống tôi thấy an cảnh nghiêm đã lén đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tôi từ lúc nào tôi giả vờ giận dỗi nhìn anh giọng trách móc em chưa có đồng ý mà anh tỏ ra đáng thương và cười khổ vợ à Trần anh Tây lắm rồi đấy, tôi đã thỏa thuận với An Cảnh nghiêm, chờ đến khi hoàn thành xong bản thiết kế, chúng ta sẽ nói chuyện tới quan hệ riêng tư. Anh không có bất kỳ ý kiến nào phản đối, chỉ gật đầu đồng ý một cách điềm tĩnh, như thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, hộ lý chăm sóc cho tôi ở nhà, dần dần được thay thế bởi chính An Cảnh nghiêm, người dành nhiều thời gian bên cạnh lạc lạc, chăm sóc và chơi đùa cùng con cũng chính là anh. Lúc hộ lý rời đi, cô ấy đã lén nói với tôi. Sau khi cô xuất viện, có vài lần tôi thấy bác sĩ An ngồi trong phòng bệnh của cô ngẩn ngơ cả nửa ngày trời đấy. Có vẻ như anh ấy rất lo lắng cho hai mẹ con cô. An cảnh nghiêm không yên tâm khi để người khác chăm sóc tôi và lạc lạc. Vì vậy anh vẫn giữ cô hộ lý bên cạnh để tiện theo dõi. Nhưng anh cũng không ngừng hỏi thăm tình hình của chúng tôi mỗi khi có thể. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Tôi vốn không tin vào đàn ông, không tin vào hôn nhân, nhưng rồi, An Cảnh nghiêm xuất hiện trong cuộc đời tôi vào thời điểm tôi yếu đuối và tổn thương nhất. Chính anh đã phá vỡ những thành kiến mà tôi đã giữ vững trong lòng suốt bao năm. Có lẽ vì thế mà tôi muốn thử một lần, thử tin tưởng, thử cho mình một cơ hội. Chủ yếu là vì bây giờ tôi đã có một công việc mà tôi yêu thích, có một đứa con mà tôi yêu thương nhất. Tôi có đủ vốn liếng để thử sai lầm thêm một lần nữa ngày mà bà thiết kế trung tâm hồi phục mới được thông qua. Tôi và An Cảnh Nghiêm đã cùng nhau uống rượu để chúc mừng. Lạc Lạc đã ngủ say từ sớm. Phải thừa nhận rằng kỹ năng của An Cảnh Nghiêm trong việc đối phó với con trai thực sự rất cao siêu. Lạc Lạc, đứa trẻ bướng bỉnh không bao giờ nghe lời tôi, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời anh đến mức khiến tôi phải ghen tị. Không biết có phải vì anh là ba ruột của Lạc Lạc không, mà giữa hai người họ lại có sự kết nối tới như vậy. Hai chúng tôi ngồi bên mép giường, vừa ngắm nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, vừa từ từ uống rượu. Không khí thật yên bình, nhưng có chút lạ lẫm. Trong lòng tôi, dần dần, tôi cảm thấy đầu của mình trở nên mơ hồ, cơn say đang kéo đến. Nhưng khi tôi nhìn sang an cảnh nghiêm, ánh mắt anh vẫn sắc bén và tỉnh táo như lúc ban đầu. Không có dấu hiệu gì của sự say xỉn. Rõ ràng là anh uống nhiều hơn tôi. Tôi không kiểm được, bất giác lên tiếng. Anh không say sao? anh khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào trong vòng tay để tôi thoải mái dựa vào ngực anh giọng nói trầm ấm của anh bỗng vang lên đương nhiên rồi anh chưa bao giờ say nghe anh nói vậy tôi lập tức tỉnh rượu sao có thể như vậy được người uống nhiều hơn là anh vậy mà anh vẫn tỉnh táo còn tôi lại mơ màng tới thế anh chưa từng say ư tôi quay đầu nhìn anh ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên anh nói gì anh chưa bao giờ say á Ánh mắt của chúng tôi giao nhau và trong khoảnh khắc đó, thời gian như quay ngược về đêm ở quán bar hôm đó. Tôi lén lút đưa An Cảnh Nghiêm rời đi cùng anh, tạo ra lạc lạc. Những kỷ niệm ùa về, nhưng tôi nhanh chóng giấu đi cảm xúc, quay người lại, đứng trước mặt anh. Từ trên cao nhìn xuống, giọng nói nghiêm túc. Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn. An Cảnh Nghiêm mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại bằng một giọng trầm ấm. Thật ra là đầu chúng ta gặp nhau không phải ở quán ba, mà là ở cổng bệnh viện tôi sững sờ và trái tim chợt lỡ một nhịp an cảnh nghiêm tiếp tục ở cổng bệnh viện có một quán bán đồ ăn sáng mà em thường đến ngày hôm đó trước cửa tiệm có một đứa trẻ đang khóc bên cạnh là một người phụ nữ liên tục lôi kéo thằng bé mọi người xung quanh chạy đứng vây xem và không ai giúp đỡ em đã không chút do so sự chạy qua và che đứa trẻ sau lưng tôi khẽ thở ra và cố gắng nhớ lại đúng rồi em đã nghĩ người phụ nữ đó là kẻ bắt cóc an cảnh nghiêm gật đầu em đoán không sai người đó thực sự là kẻ xấu em đã đưa đứa trẻ cho các bác sĩ đang chạy đi tìm khắp nơi sau đó mới rời khỏi lúc đó anh đã đứng ở phía sau và chứng kiến tất cả tôi che mặt cảm giác xấu hổ lan tràn em nhớ hình như lúc đó em còn chửi bác sĩ một trận hơn nữa em đã rất hung dữ an cảnh nghiêm nhịn cười ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch lúc đó anh đi theo sau em những gì em nói, anh đều nghe thấy hết. Tôi giật mình, mắt mở to và không thể tin nổi, anh tiếp tục, giọng điệu đầy sự yêu mến. Anh đã nghĩ, tại sao trên đời này lại có một cô gái tràn đầy sức sống và nhiệt huyết với đời như em chứ? Sau đó tại quán bar, anh không ngồi cùng bạn bè vì muốn yên tĩnh. Tình cờ, anh nghe thấy em và bạn thân của em đang lên kế hoạch. Câu nói tiếp theo không cần anh nói, thì tôi cũng tự biết rõ. Anh đã cố tình chờ tôi đến và tìm anh anh đánh cược rằng trong số đám đông anh sẽ là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy và anh đã thắng điều duy nhất anh không ngờ đến là tôi lại chuồn mất giữa đêm ăn cảnh nghiêm đã khẽ mỉm cười cánh tay ôm lấy tôi càng chặt hơn chúng tôi mặt đối mặt anh nhẹ nhàng nói anh ngờ rằng sau một vòng luân quần em lại quay về bệnh viện an ninh lúc đó anh đã tính toán thời gian và biết rằng lạc lạc chính là con của anh nói đến đây An Cảnh Nghiêm đột nghiêng quỳ chân xuống, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. Tỉnh tình à, em có nguyện ý gả cho anh không? Tôi hắng giọng trong khi trái tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước ánh mắt hồi hộp của anh, tôi chậm rãi đưa tay ra. Em, em nguyện ý. Độ cười dạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt An Cảnh Nghiêm. Anh ôm chặt lấy tôi như thể không muốn buông rời. Chúng tôi ôm nhau thật chặt trong sự hạnh phúc tràn ngập. Tôi mạn nhãn và ánh trăng thì tròn trịa con người cũng viên mãn. Thật ra đêm hôm ấy ở quán ba, tôi đã nhận ra tình tình. Nếu không với sức lực của em và bạn thân, làm sao có thể đưa tôi tới khách sạn được? Tôi từng nói với tình tình rằng đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Nhưng sự thật không phải vậy. Bệnh viện an ninh trước kia rất gần nhà của tình tình. Tôi đã để mắt đến em kể từ sự kiện với kẻ lừa gạt. Những ngày trực đêm, tôi thường nhìn thấy em lặng lẽ đi qua trước cổng bệnh viện và từ đó hình ảnh ấy đã in sâu trong trí nhớ của tôi đêm khuya đường phố chỉ có ánh đèn mờ nhạt không một bóng người qua lại nếu không phải em trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi thì cũng là lúc em cầm túi vội vã rời đi một bóng dáng cô đơn khi đó tôi không nhận ra rằng sự tò mò về một người có thể chính là khởi đầu của cảm xúc rung động một cô gái như em thoạt nhìn còn bận rộn hơn cả tôi dần dần tôi tò mò không biết em là hạng người gì tại sao lại làm việc liều mạng tôi như vậy không ngừng nghỉ cho đến đêm ấy ở quán bar tôi đã tìm được câu trả lời em sinh ra trong một gia đình thiếu vắng niềm tin và tình yêu nhưng em lại mong muốn có một đứa trẻ để tận hưởng cuộc sống một mình chỉ có hai mẹ con điều đó làm tôi ngạc nhiên nhưng điều khiến tôi hoảng sợ hơn cả là tôi vẫn chưa kịp làm quen với em vẫn chưa đủ gần gũi để hiểu rõ em hơn giờ đây khi tất cả đã rõ ràng trong lòng tôi tôi nhận ra rằng tôi thích em Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn em ở bên một người đàn ông khác. Tôi thừa nhận rằng mình ích kỷ, nhưng tôi cũng biết rằng với chút nhan sắc và sự tự tin này, tôi có lợi thế. Vì vậy, tôi đã nghĩ đủ mọi cách để em phải nhìn về phía tôi, để em lựa chọn tôi. Lúc đó tôi rất tỉnh táo, tôi nhớ rõ vị ngọt của viên kẹo em ăn, còn nếu mùi hương trên cơ thể em. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, sau khi thỏa mãn ý nguyện được gần em, tôi lại ngủ thiếp đi. Đây cũng là điều khiến tôi hối hận nhất. Bởi vì lời mến mộ chưa kịp nói ra thì em đã rời đi. Ngày sau đó, tôi nhận được thông báo từ viện bồi dưỡng yêu cầu tôi đi công tác ở một nơi khác trong năm tháng. Năm tháng đó, lòng tôi như lửa đốt chỉ mong nó mau kết thúc. Tôi đã dùng mọi cơ hội để trở về chỉ để tìm em nhưng không còn thấy bóng dáng em đâu. Trở đến khi tôi trở lại, tin tức về em hoàn toàn biến mất như thể em đã bốc hơi giữa dòng đời. Đó là khoảng thời gian thống khổ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hối hận, tại sao ngay từ đầu tôi không thủ lộ lòng mình. Cho đến hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi cấp cứu, một thai phụ sắp sinh được đưa vào bệnh viện. Và khi tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi biết rằng đó là người tôi ngày đêm mong nhớ. Trong khoảnh khắc ấy, niềm vui sướng tràn ngập khiến tôi gần như không thể kiểm soát được bản thân, cả người run rẩy vì quá xúc động. Nhưng mà thật đúng là tình tình, dù đang bị cơn đau đè hành hạ, em vẫn còn đủ sức tốt lên rằng không muốn bác sĩ nam đỡ đẻ, ngay cả khi sinh con em vẫn chỉ có một mình. Tôi biết rõ sự nguy hiểm khi sinh con và khi em đau đớn đến mức không còn ý thức, tôi đã bước vào.ít nhất trong giây phút ấy tôi không muốn em một mình, tôi muốn mở bên cạnh em. lạc lạc chào đời nhưng ngày sau đó thằng bé chuyển máu rất nhanh. kết quả xét nghiệm cho thấy lạc lạc có nhóm máu hiếm và từ giây phút đó tôi biết rằng đây chính là con của tôi và em. Có lẽ do mẹ con liền tâm. Tỉnh tỉnh, dẫu đã kiệt sức mà vẫn không thể ngủ yên, trong giấc mơ còn chập chờn những nỗi lo. Lúc đó, máu trong kho máu của bệnh viện lại không đủ và máu của tôi lại không thể trực tiếp chuyển cho đứa nhỏ. Tôi rất lo lắng, nhưng may mắn là quan hệ của tôi trong hệ thống y tế đủ rộng. Không chần chừ một giây nào, tôi vội nói. Tôi đi xét nghiệm máu, tôi biết ngân hàng máu nào làm nhanh nhất. Tôi không ngừng liên lạc chạy vạy khắp nơi và cuối cùng cũng kịp thời lấy được máu cho lạc lạc. Khi nhìn thấy vẻ mặt của tình tình dần dịu lại, tôi thở vào nhẹ nhõm, cả cơ thể mệt mỏi vì chạy ngược chạy xuôi. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ơn tâm hơn bao giờ hết. Đây chính là cuộc sống mà tôi hằng mong muốn. Được bảo vệ mẹ con em, được ở bên cạnh chăm sóc cho em. Khi nhìn tình tình yếu ớt nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ, tôi tự nhủ rằng lần này tôi sẽ không bỏ lỡ nữa. Tôi không thể mù quáng như trước đây, bởi tình huống bây giờ đã khác rất nhiều so với một năm trước tôi phải hiểu rõ hơn về em, phải biết nên bắt đầu từ đâu để từng bước chiếm được lòng tin của em. tôi muốn em thật lòng chấp nhận tôi, chứ không phải vì trách nhiệm mà bị ràng buộc. tình tình không tin vào tình yêu, nhưng điều đó không làm tôi chùn bước. nếu em không tin vào tình yêu, vậy tôi sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, sẽ luôn bên cạnh mẹ con em. ngay cả khi em không trao cho tôi danh phận, chỉ cần được bảo vệ em và lạc lạc, tôi đã cảm thấy mãn nguyện sau này tôi mới biết rằng tình tình làm việc tại một trường học sau khi mang thai em lo sợ bị đảm tiếu vào nghị luận nên đã dọn tới sống cùng nhà bạn thân đó là lý do tại sao suốt thời gian dài tôi không thể tìm thấy em cũng vào khoảng thời gian đó con gái của dì hàng xóm đột nhiên tìm đến tôi ban đầu tôi nghĩ rằng bệnh tình của em ấy đã tốt hơn rằng em ấy sẽ không còn nhầm lẫn tôi với ai khác nữa nhưng khi em ấy vừa mở miệng tôi ngay lập tức biết rằng mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng em ấy vẫn chưa bình thường trở lại. Và trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi lo lắng không yên. Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Càng không ngờ mình lại bị tình tình bắt gặp trong tình huống khó xử ấy. Tôi lo lắng em sẽ hiểu lầm và phát bệnh, nên chỉ muốn có một cơ hội để giải thích. Nhưng tình tình vẫn rời đi không một lời từ biệt. Tình tình như thế, tôi thừa nhận rằng bản thân đã rất hoảng sợ. Tôi không thể chậm trễ thêm được nữa. Vì vậy, ngay lập tức thuyết phục hàng xóm đưa con gái đi điều trị bằng cách tìm chuyên gia nước ngoài. Ngay khi tôi muốn tìm tình tình để giải thích mọi chuyện, lại không thể tìm được cơ hội thích hợp. Đúng lúc ấy, cha tôi đến gặp và đề nghị tôi phụ trách hạng mục xây dựng trung tâm hồi phục mới của Bệnh viện An ninh. Vốn dĩ tôi không muốn phụ trách dự án này, nhưng khi nhìn thấy tên của kiến trúc sư sẽ tham gia cùng, tôi không khỏi bật cười. Được ra cho con ạ, cầu hôn với tình tình là điều mà tôi đã cân nhắc kỹ càng từ lâu tôi không muốn dùng việc này để trói buộc em, mà chỉ mong muốn em có thể sử dụng tất cả tài nguyên của tôi mà không cần phải băn khoăn điều gì. nhưng tôi đã đánh giá thấp sự quyết tâm và kiên trì của em. tình tình là cô gái xuất sắc. em đã làm rất tốt đến mức tôi nhận ra rằng em có thể tự mình đứng vững mà không cần đến tôi. tôi chỉ có thể gây ấn tượng với em bằng sự chân thành của mình và tôi đã chuẩn bị rất lâu cho việc này. trong khoảng thời gian nấy. Tôi vừa bận rộn với dự án xây dựng, vừa phải lo công việc ở bệnh viện. Nhưng sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, tôi biết mình vẫn còn lạc lạc đang chờ đợi. Và điều tuyệt vời nhất là tình tình cũng dành ra chút thời gian để ở cùng con. Những khoảnh khắc ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, đủ để xua tan sự cô độc mỗi khi tôi trở về nhà trống vắng. Sau này, tình tình thấy tôi, bồn ba mệt mỏi, nên đã để tôi ở lại nhà cùng em và con. Tôi vô cùng vui mừng bởi điều đó giúp tôi đến gần hơn với em rồi sau khi dự án được thông qua tỉnh tỉnh chính thức trở thành kiến trúc sư cho trung tâm phục hồi mới khi tin tức ấy được công bố tôi nhìn thấy đôi mắt em sáng rực rỡ đầy niềm tự hào và hy vọng không chỉ có tôi tất cả mọi người cũng thấy rõ sức sống mãnh liệt tỏa ra từ em thật mê người tôi sẽ không bao giờ say nhưng lần này tôi đã mượn men say để cầu hôn em một lần nữa tôi đã thú nhận tất cả đã nghĩ rằng em sẽ tức giận và không muốn nhìn mặt tôi nữa. nhưng điều tôi không ngờ là Tình tình thật sự lại đồng ý. trong khoảnh khắc ấy, cơn vui mừng khôn xiết cứ như nuốt chửng lấy tôi. tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ dùng cả cuộc đời để chứng minh tình yêu của mình dành cho em. chúng tôi đã tổ chức một hôn lễ long trọng, một buổi lễ đủ để khiến tất cả khách mời tham gia sẽ nhớ suốt đời. tôi muốn tỉnh tình trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất trong ngày trọng đại của chúng tôi. Nhiều năm sau, trong một chuyến dã ngoại cắm trại dưới bầu trời đầy sao, tôi cùng em ngồi bên nhau nhắc lại chuyện cầu hôn năm đó. Tôi mỉm cười nhìn em và trầm ngâm. Anh thật sự được ăn cả ngã về không? Lúc ấy, anh đã gom hết gan dạ cả cuộc đời để quỳ xuống trước em. Anh cứ tưởng rằng em sẽ tức giận, không thèm để ý tới anh nữa. Vậy, nếu em thực sự không để ý tới anh thì sao đây? Cố ngăn một đóa hoa nhỏ đưa lên miệng người, ánh mắt vẫn giữ nét tinh nghịch. Tôi cười nhẹ đáp lại vậy thì anh đây chỉ có thể làm một cái thuốc cao và rán anh nghĩ trong suốt một cuộc đời này luôn có rất nhiều cách để tận hưởng hạnh phúc dù cả đời không kết hôn nhưng chỉ cần được ở bên cạnh em cũng rất tốt rồi cô mỉm cười đôi mắt lấp lánh như ngôi sao trong đêm tối em nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi vừa nghiêm túc vừa như có chút buồn cười anh có biết lúc đó em nghĩ gì không tôi ngạc nhiên và tò mò hỏi em nghĩ gì cô cười rồi nói từng chữ một giọng nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào tim tôi lúc đó em nghĩ rằng cả đời này luôn có rất nhiều cách để tận hưởng hạnh phúc bây giờ kết hôn với anh cũng rất tốt từng câu chữ của em như dòng nước ấm trôi qua trái tim tôi xoa dịu mọi lo lắng và nghi ngờ tôi cúi xuống không kìm được hôn lên môi em dịu dàng nhưng đầy xúc động vô cùng may mắn chúng tôi đã lựa chọn đúng thật tốt khi lạc lạc lần đầu mở miệng gọi từ đầu tiên mà thằng bé thốt ra không phải là mẹ mà là ba. Điều này khiến tình tình vừa bất ngờ vừa có chút ghen tị. Tôi thành thạo trộn sữa bột cho lạc lạc nhưng vẫn giả vờ oán ức. Ai bảo mẹ cứ mãi bận rộn công việc như vậy, không ở bên cạnh anh, à không ở bên cạnh bọn anh. Nghe vậy, tình tình không nhịn được cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy niềm vui. Cô tựa đầu lên vai tôi và khẽ cọ vào má tôi. Là lạc lạc tuổi thân hay là cảnh nghiêm tuổi thân đây? Tôi quay đầu hôn nhẹ lên mặt em và nghiêm túc đáp. Cảnh nghiêm cũng khá là tuổi thân đấy. Tỉnh tỉnh trơ mắt nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch. Vậy em phải làm sao đây? Có phải em nên bồi thường cho cảnh nghiêm một chút không? Sau khi dỗ lạc lạc ngủ, tỉnh tỉnh đã kéo tôi vào phòng khách, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và dịu dàng. Thời gian này em bận rộn quá, khiến anh vất vả rồi. Không lâu nữa, em sẽ có một kỳ nghỉ ngắn hay là chúng ta... Không đợi em nói hết, Tôi bế em lên, đặt xuống chiếc sofa êm ái, tôi cười trêu chọc. "Được thôi, em bồi thường anh đi." Tình Tình đỏ mặt, đấm nhẹ vai tôi, mặt nhỏ bừng lên vì ngược. "Anh nghĩ gì thế? Em nói bồi thường là chúng ta cùng nhau đi du lịch." Tôi xoa đầu em, đáp lại một cách thoải mái. "Hai phương thức bồi thường này anh đều muốn." Tôi nhìn sâu vào mắt của Tình Tình, đôi mắt mà trước đây chỉ có hình ảnh của Lạc Lạc, nhưng bây giờ đã có thêm một người là tôi người xưa nói không sai, yêu đúng là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương của cuộc đời, khỏe mạnh hạnh phúc đó là điều tuyệt vời và hoàn mỹ nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong câu chuyện ngắn của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, Thu Hạt xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bộ truyện tiếp theo.